Rồi. Đây thì chữ cái phần về tập luyện số 2 đại số nhá. Nhiều bạn điểm cũng khá cao đấy. Thầy chữa cũng như thế này nhá. Bạn nào không biết làm câu nào thì hỏi xem. Nào, câu hỏi số 1. Bắt đầu luôn. Để tư liệu số 2. Cho số Fx. Câu hỏi 1. Cho Fx gia đình liên tục trên R của bảng biểu hiện. Mày điện nào đúng? Hai số đạt cực đại tại x bằng 1. Ok. Đạt cực đại tại x bằng 1. Đấy là x bằng 1 thì đạt cực tiểu. Sai đúng không? Sai. Hai số có 2 điểm cực đại. Sai rồi. Còn 1 điểm cực đại thôi. Hai số có 3 điểm cực tỉ. Đúng. Chính xác. Câu này C. Câu hỏi số 2. Cho hàm số tọa độ điểm cực đại của hàm số là tọa độ điểm cực đại của đô thị hàm số tức là cả x cả y thì ta tính y phải đó, đó. X mũ 2 chia đi 4x bằng 3. Còn cho nó bằng 0. Y phải bằng 0 thì ta sẽ được x bằng gì? 1 đúng không? A cũng biết được sẽ còn x bằng 1, x bằng 3. Được chưa? Rồi ok. Ta phải bảng biến thiên đấy, đúng không? Đây bảng biến thiên. Thấy thì thầy vẽ bảng biến thiên thì thầy sẽ vẽ trục số cho nó nhanh nha. 1, 3. Các bạn vẽ bảng biến thiên cũng bình thường thôi. Được chưa? Đó. Hàm số sẽ đi lên, xuống, lên. Như vậy cực cực đại sẽ là có x bằng 1. Cực đại có x bằng 1. Đúng không? X bằng 1. X bằng 1 sau đó các bạn thấy vào y, đúng không? Thấy vào y sẽ ra được tung độ của cực đại, đúng không? Và nhập vào số là x mũ 3 trên 3 thứ hai bình phương cộng 3x cộng 2 phần 3 các bạn nhập vào bằng 1 nha và nút cán này thì được 2 được chưa? Y bằng 2 y bằng 2 như vậy tọa độ điểm của ta là 4 2 các bạn bên câu hỏi số 3 yêu mưa nhỏ mưa lớn là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất đến đoạn 1 4 tính giá trị của biểu thức D tại mưa lớn trừ mưa nhỏ đó, mưa lớn trừ mưa nhỏ. Thì câu này có hai cách, một là mình sẽ giải tay, được chưa? Hai là mình sẽ bấm máy, đúng không? Bấm máy. Đó, ok thì mình có thể bấm máy cũng được nha. Thì thầy để cho máy tính ra một chút. Đây. Câu này mình có thể bấm máy. Các bạn nhập hàm số này vào nhé. X cộng 1, 3 này. Để cho 2x trừ 1 đúng không? 2x trừ 1. Rồi, các bạn cán này. 1, 1 đến 4 đúng không? 1 này. Start là 1 này. À, 1, 7 đấy nhá. 1, 7 đã. X cộng 3. Để cho 2x trừ 1 đúng không? Bằng cái. Start này. 1 này. N này. 4 này. Đúng không? Đấy. Step là một buổi từ đầu 99 đấy, tức là 3 trên 99. Chia 20 luôn. Rồi, các bạn nhìn xem giá trị max này, max là 4 đúng không? Thế nào? Max là 4. Có giá trị nào lớn 4 cả. Tiếp theo là 1. 1 có vẻ là như là giá trị nhỏ nhất trong này đúng không? Đó, 1 là giá trị nhỏ nhất. Như vậy max là 4, min là 1. Thì 4 trừ 1, 3. Các bạn đi, đúng không? Đi, các bạn đi. Thì theo có bốn hàm số này đồng biến như khoảng nào nào thì tính y phẩy đó đúng không y phẩy sẽ bằng là 8x mũ 3 chia 8x bằng không các bạn cho nó không thì các bạn ra ba nghĩa là x bằng không này x bằng 1 này x bằng trừ 1 đúng không trừ 1 đúng không còn vẽ bảng biến thiên đi trừ 1 1 0 đúng không rồi ok. Ngoài cung phía bên phải ngoài cung cung dấu hệ số A tức là dương sau đó mình sẽ đánh dấu đúng không đấy xuống lên thì tức là đồng biến chúng ta phải xuống lên đồng biến trong khoảng là trừ 1 đến 1 và không nhìn xuống cùng đúng không trừ 1 đến 1 và à thì nói số 0 này nằm ở đấy trừ 1 đến 0 và 1 đến xuống cùng đó đấy. B đó. Câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. Đồ thị có đường tiếp cận đứng tiếp cận ngang là gì? Nào, tiếp cận đứng là x bằng 1 đúng không? Cho mẫu bằng 0 đấy, đúng không? Thì mình tìm được x bằng 1. Tiếp theo tiếp cận ngang là y bằng các bạn lấy hệ số cao nhất.
Các bạn để ý là đây là bậc hai bậc tử và bậc mẫu bằng nhau, như vậy có một điểm ngang ngang là lấy trừ hai này đúng không, chia một đúng không, trừ hai chia một đúng không, sẽ bằng trừ hai, như vậy là x bằng một, x bằng một và y bằng trừ hai đúng không. Đây đáp án là D nha. Rồi câu hỏi số 6, câu hỏi 6 đường cong hình vẽ trên là đồ thị hàm số nào. Rồi ok thôi nào, cái câu này ấy, nó liên quan đến tương giao thì buổi sau thầy sẽ nói kỹ hơn này. Ở đây các bạn để ý nhá, hàm số này cắt cái trục OX nhé, được chưa, hàm số này cắt cái trục OX là tại x bằng trừ hai đúng không, x bằng trừ hai và một tại là x bằng một đúng không, tại x bằng một nghĩa là gì, nghĩa là khi cho cả hàm số này bằng không này các bạn này thì chắc chắn nó phải ra nghiệm là x bằng trừ hai và x bằng một đúng không. Đấy, vậy cái hàm số nào thì cho x bằng 1 và x bằng trừ 2 đó, chắc chắn mình loại C đúng chưa, chắc chắn mình sẽ loại gì, D đúng không, chỉ có thể là A hoặc B thôi, A hoặc B là cho nghiệm x bằng trừ 2 và x bằng 1, vậy nghiệm nào sẽ đúng. Thì ở đấy này các bạn thấy này, cái tại x bằng 1 đấy, hàm số này đồ thị này, của hàm số này nó có tính chất đó là tiếp xúc, tiếp xúc chỗ này là có tính tiếp xúc, tức là hiểu nôm na tiếp xúc ấy thì chính là có nghiệm kép, được chưa, có nghiệm kép. Buổi sau thầy sẽ giải kỹ cái này, tức là hàm số mà giao này cắt trụ trụ OX mà ở dưới dạng tiếp xúc ấy thì tức là nó có nghiệm kép, nghiệm kép nghĩa là có bình phương, được chưa, bình phương tức là ta sẽ có một nhân tử chung là x trừ một tất cả bình, và đấy là nhân tử là x cộng 2, được chưa, thì chỉ có thể là đáp án B nha. Ok, phần tương giao thì buổi sau chúng ta đã bắt đầu học rồi. Câu hỏi số 7, câu hỏi số 7 hỏi hàm số nghịch biến đi khoảng nào, thì rất đơn giản chỉ y phẩy thôi nào, x mũ 2 trừ x đúng không, trừ 6. Ok, bấm máy cái này đúng không, thì được nghiệm là 3 về trừ 2 cho là bằng 0 nè, y bằng 3 và x bằng trừ 2. Rồi ok, trừ 2 và 3 đây. Đấy, ngoài cùng trong trái đúng không? Hàm số nghịch biến trên khoảng nào? Nghịch biến là dấu trừ. Ok, con này đúng luôn này, đúng không? Đúng luôn. 7A. Được chưa? 7A. Câu hỏi số 8. Được cong bên dưới là đồ thị hàm số nào dưới đây? Rồi, ok. Câu này các bạn để ý là nét cuối như nào? Nét cuối đi xuống A âm, đúng không? A âm. A âm thì loại A với C, D thôi, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ thay điểm đúng không, thay điểm, thay điểm là ở đây là cho x bằng 0 thì y bằng 1 này, thay vào cái giá trị nào ấy đúng không, thay thay cho đầu điểm vào thì cái nào thay x bằng 0 y bằng 1 nào, thì chỉ có C thay y bằng 0 y bằng 1 thôi đúng không, đáp C. Tiếp theo câu hỏi số 9, đồ thị hàm số nhân y bằng trừ 1 1 làm tâm đối xứng. À thế tâm đối xứng là gì, tâm đối xứng là gì, thầy sẽ nói tâm đối xứng là gì các bạn nhá. Đây, đây là đồ thị của cái hàm số là y bằng x trừ 2 đến x cộng 1 này, thì các bạn sẽ biết đấy, đó là cái ông này này có đường tiềm cận ngang, tiềm tiềm cận đứng là x bằng trừ 1 và đường tiềm cận ngang là y bằng 1 đúng không. Đó thì chúng ta sẽ có một cái đường tiềm cận là đứng là x bằng trừ 1, đường tiềm cận ngang là y bằng 1. Thì cái điểm này này, cái điểm này này chính là tâm đối xứng các bạn nhá, tâm đối xứng y ở đối trừ 1 1 chính là tâm đối xứng. Ví dụ thì hàm số nó sẽ như thế này, đó. Nó sẽ bị giới hạn bởi hai đường tiềm cận. Và ở hai phía này này, ở hai phía của đường tiềm cận ấy. Đó. Thì hai cái đồ thị ở hai đường cong này này nó nhận y trừ 1 1 làm tâm đối xứng các bạn nhá. Rồi nhớ nha. Rồi rất đơn giản là các bạn chỉ cần tìm cho thầy cái đường tiềm cận đứng với đường tiềm cận ngang, thì tọa độ của hai điểm này chính là tâm đối xứng luôn, y tọa độ trừ một một, cứ nhớ như thế được chưa. Rồi ý số 2, hàm số đồng biến thì tập là r trừ 1. Các bạn chú ý đồng biến là chúng ta phải nói là trên từng khoảng nào, ví dụ là âm vô cùng để trừ 1 và trừ 1 đến dưới vô cùng,
chứ không thể nói như thế này được nhá, được chưa? Nói như thế này là sai, câu hai là sai, cái này đúng, được chưa? Rồi, giao điểm của đồ thị và trục quanh là điểm A từ 0 trừ 2. À, giao điểm đồ thị và trục quanh. Thì trục quanh là gì? Trục quanh là gì? Trục quanh là trục OX. Trục OX của phương trình là y bằng 0 các bạn nhá. Được chưa? Đấy, các bạn chỉ cần thay y bằng 0 vào đây là được, y bằng 0 mà. Thì lúc này ấy, tung đồ phải bằng 0 và x nó sẽ phải bằng gì? Bằng 2 đúng không? Bằng 2. Như vậy đáp án sai. Còn à, sai. Tiếp tục y4, số tiền phản đứng là y bằng 1 và x bằng trừ 1, quả chuẩn. Như vậy là có bao nhiêu phản biểu đúng? Chỉ có hai phản biểu đúng thôi. Câu 9 là A nha. Rồi, câu 9 là A. Câu số 10, hàm số này đã trở đi nhỏ nhất tên đâu? Tên không hiển hóa là, các bạn nhập vào máy tính nào. X mũ 3 đúng không? Trên 3 này cộng với gì? X bình phương trên 2 trừ đi 2x trừ 1 đúng không? Nào, bằng cái start là 0, n là 2, cuối từ đâu chứ 20. Rồi còn tìm giá trị nhỏ nhất nào? Trừ 1 đang giảm này, đang giảm. À, bắt đầu là nó cỡ khoảng gì đấy, trừ 2,151 là nhỏ nhất à, trừ 2,166 là nhỏ nhất nhá. Đấy các bạn để ý này, máy nó hiện ra luôn phân số cho mình này, trừ 13,6 nhá, đáp án B, được chưa? Câu hỏi số 11, tính giá tích cực tiểu của hàm số này, giá tích cực tiểu của hàm số này. Rồi, con này thì giải tay hoặc là bấm máy đều được, đúng không? Con này giải tay đi. Vì người ta yêu cầu mình tính y cực tiểu cơ. Đúng không? Y cực tiểu cơ. Y phẩy sẽ bằng là 4x mũ 3 trừ đi 4x, đúng không? Không, như vậy ta có 3 nghiệm là x bằng 0 này, x bằng 1 này, x bằng trừ 1, đúng không? Đó. Rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ có cái bảng là trừ 1, 0, 1 đúng không? Khoảng ngoài cung là cung bên phải ngoài cung cung dấu với hệ số A, tức là dương âm, sau đó chúng ta đánh dấu, được chưa? Xuống, lên, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ thấy điểm cực tiểu của chúng ta ấy. Đó là gì? Đó là hai cái điểm này này, đúng không? Đó là hai điểm này. Tức là tại y, tại x bằng trừ 1 hoặc là 1, đúng không? Hoặc là 1, các bạn thấy số nào cũng được nhá. Thay x bằng 1 vào nhá. X mũ 4 trừ 2 y phương cộng 3 can 1 cái bậc 2 nhá, y bằng 2. Rồi, ok. Câu hỏi số 12, số đường tiềm cận của hàm số này là gì? Thì chúng ta cho mẫu bằng 0 nào. Cho mẫu bằng 0 nào. 1 1 2 đúng không? À, khi chúng ta cho mẫu bằng 0 thì cái này vô nghiệm, nhưng mà chúng ta không có tiềm cận đứng, được chưa? Không có tiềm cận đứng. Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra tiềm cận ngang, đúng không? Tiềm cận ngang. Chúng ta ngang là chúng ta sẽ gì? Bấm lim đúng không? Bấm lim. Được không? Cắn chúng ta bấm lim đi. Nào, 2 trừ 1 này. Đến cắn của x bình phương. Cộng x. Cộng 2 đúng không? Thế tiêu cần ngang các bạn còn nhớ cái định nghĩa không? Đó là gì? Lim của x tiến du cung ấy. Của ý. Nó ra được một số cụ thể. Và lim của x kế tiến âm vô cung ấy. Nó cũng phải là một số cụ thể khi nó mới là tiềm cận được cả đó nha. Tức là căn 99 này. Đấy, thì nó ra một số là gần bằng 2 các bạn nha. Rồi tiếp tục căn âm 99. Nhưng mà có một đường tiềm cận là bằng 2 rồi. Ok, bằng trừ 2 nữa đúng không? Căn bằng trừ 2 nữa này. Đó, âm 99 bằng trừ 2. Như vậy chúng ta sẽ có hai đường tiềm cận là y bằng 2 và y bằng trừ 2 đúng không? Rồi chọn B. Được chưa? Chọn B. Và câu hỏi số 13, các khoảng nghịch biến của hàm số này là gì? Rồi ok, chúng ta tính y phẩy nhá. Sẽ bằng 3 x bình phương trừ 12 bằng 0. Các bạn cho nó bằng 0 thì x
bình phương sẽ bằng 4 đúng không? Vậy x sẽ bằng cộng trừ 2 nha. Chúng ta vẽ trục số ra là biết này, trừ 2 này, 2 này. Rồi, ngoài cùng trong trái. Ok, nhưng mà là nghịch biến là trừ 2, 2 là bằng B. Dấu ấm ấy. Câu hỏi số 14, khẳng định nào sau đây là sai? Rồi thì hàm số có hai đường tiềm cận cắt nhau tại điểm y bằng 1 và trừ 2. Nào các bạn để ý này, x bằng 1 là tiềm cận đứng. Đúng không? Và x bằng gì? À, y bằng gì? Lấy 2 chia trừ 1 nào, lấy 2 chia 1 trừ 2. Như vậy là cái này đúng. Đúng không? Cái này đúng. Tiếp theo, hàm số đồng biến trên cái này là sai rồi. Và đồng biến đến khoảng mới đúng nha. B sai. Câu số 15. Cho hàm số y bằng fx khẳng định nào sau đây là đúng? Nếu hàm số đạt cực trì tại x0 thì hàm số không có đạo hàm tại x0 hoặc f(x0) bằng 0. Rồi. Thế nào? Hàm số đạt cực trì tại x0 thì hàm số không có đạo hàm, số đã cho không có đạo hàm hoặc cái này bằng 0. À, cái này có khả năng đúng. Ta giải thích những câu sai đã nha. Đây giải thích những câu sai đã. Hàm số y bằng fx đạt cực trì tức là đặc trì là nó nhố lên đấy đúng không? Hoặc là lõi số ấy thì f phẩy không bằng không. Câu này sai này. Vì sao? Vì có những hàm số ấy. Được chưa? Vì có những hàm số mà x không ở đây. À, ý nó vẫn nhố lên, nó xuống, vẫn cộng trừ nhá. Nhưng mà y phẩy này không bằng không, mà nó là không xác định. Ví dụ những cái hàm giả trị tuyệt đối toàn, đúng không? Hàm giả trị tuyệt đối. Đó. Thì lúc đó các bạn mà vẽ bảng biểu thiên ấy, kiểu gì nó cũng ra cái bảng này. Đó. Cái này đã từng vẽ rồi đúng không? Ừ. Đã từng vẽ hàm thì đủ rồi. Thì ta sẽ thấy ý phẩy nhiều khi hẳn không xác định. Đấy, không có đạo hàm. Đấy, tức là cái này được này, câu 15A được. Thế giải thích tiếp câu câu C, đúng không? Hàm số y bằng fx đạt cực trì tại x0 thì nó không có đạo hàm, nó sai luôn. Vì chắc chắn nó phải có đạo hàm. Phải có đạo hàm. Tiếp theo, hàm số y bằng fx đạt cực trì tại x0 thì f hàm phải x0 bằng lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0. Thì câu này cũng chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Vì ví dụ như là x y bằng hàm trung phương chẳng hạn. Hàm trung phương thì ví dụ ta có là 4x mũ 4 bằng 0 ấy. 3x mũ 4 0 ấy chẳng hạn, ví dụ thế. 3x mũ 1 bằng 0 ấy. À. Thì ra là y phẩy sẽ bằng gì? Y phẩy sẽ bằng là 12x mũ 3 đúng không? Đó là bằng 0. Như vậy là x bằng 0 đúng không? X bằng 0. Được chưa? X bằng 0. Nhưng mà ta xem nào. Y 2 phẩy x. Y bằng 2 phẩy. Y 2 phẩy. Là đạo hàm của y phẩy đúng không? Tức là được 36x. Các bạn cho nó bằng 0 ấy. À, các bạn thấy x bằng 0 ở đây. Đúng không? Các bạn thấy x bằng 0 ở đây. Thì y 2 phẩy nó bằng 0. Chứ không lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0. Đúng không? Đấy. Người ta bảo là lớn không hoặc nhỏ không, mà trong khi đó y 2 phẩy có thể bằng không, nó có thể bằng không, tức là đằng này sai, đúng không? Sai. Đấy, như vậy cả C và D là sai, đúng rồi. Đấy, suy ra thì tròn nhầm. Nào, câu số 16. Câu số 16. Cho hàm số y bằng fx có giới hạn lim bằng 3 và trừ 3, khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? Rồi, ok. Nào. Rồi, theo định nghĩa ấy, đúng không? Thì lim của x thì đến dưới vô cùng của y mà ra được một số cụ thể ấy. Thì cái y bằng y không này này được công nhận là tiềm cận ngang, đúng không? Lim của x khi x tiến ở vô cùng mà ra một số cụ thể ấy. Thì cũng là được công nhận là tiềm cận ngang. Như vậy ở đây ta thấy x tiến đến dưới vô cùng và x tiến ở vô cùng đều cho ra số cụ thể là 3 và âm 3. Như vậy chúng ta có hai tiềm cận ngang là 3 và âm 3. C. Câu hỏi số 17. Cho hàm số y bằng x mũ 3 cộng ax bình phương của b mệnh đề nào sau đây là sai. Rồi, mệnh đề nào sau đây là sai. Đồ thì hàm số luôn có tấm biểu xứng. Rồi, hàm số luôn có cực trì. Hàm số luôn có cực trì là sai rồi. Cái hàm bậc 3 thì từ từ, y bằng x mũ 3 cộng ax bình phương cộng b cộng c. Nào xem nào, nếu mà đào hàm ra thì 3 x bình phương cộng 2 x cộng b đúng không? Hàm số này có thể vô nghiệm không? Có thể vô nghiệm đúng không? Chọn b.
Tham số luôn có cực kỳ là sai, vì có thể là cái y phải bằng không này vô nghiệm mà, đúng không? Chưa các bạn? Tham số luôn có cực kỳ là sai rồi, vì nhiều khi ảnh như thế này là có cực kỳ này, đôi khi tham số như này có cực kỳ, nhưng mà hình như này nó không có cực kỳ mà. À, mộc bài thì phải dài đâu đúng không? Tinh trang của nó là dài đâu, có thể có cực kỳ hoặc không có cực kỳ bình thường. À, giải thích những cái thằng nào ví dụ đô thị hàm số luôn có tấm đối xứng, tấm đối xứng của một hàm số thì nó là cái thằng y hai phẩy, được chưa? Y hai phẩy đó, y hai phẩy tọa độ của y hai phẩy đó. Còn đô thị hàm số luôn cắt trục quay là chỉ xả con vì hàm của bậc ba nó như thế này này, đây là trục ối ối y đúng không, ối ối y đúng không, hàm bậc ba khi nào mình chạy sẽ cắt trục quay. Tiếp theo là khi x tiến đến dương vô cùng ấy, hàm số sẽ tiến đến dương vô cùng luôn. Thì các bạn để ý là hệ số a dương, hệ số a dương, hệ số a dương, đúng không? Cho nên hạn mẹt cuối là đi lên đúng không? Mẹt cuối đi lên. Nhưng mà x tiến đến dương vô cùng thì y tiến đến dương vô cùng là quá chuẩn, đúng không? 17 là b nhá. Tiếp theo nào, câu số 18. Cho số y bằng như này, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của số trên con này là gì? Ok, con này thì bấm máy đúng không? Này bấm máy có. Nào, chúng ta bấm máy nhá. 17 nào. 2 chữ x. Để nhau 1 chữ x đúng không? Rồi. 2, 4. 2 chia 20. Rồi, ta đi nhỏ nhất là bao nhiêu? Có vẻ như là mơ bằng không rồi này. Đúng rồi, mơ bằng không là nhất. Cho C luôn đó, đúng không? Cho C luôn, 18 C. Câu 19, hàm số này có đào hàm tại đây thì số điểm cực kỳ của hàm số là à, số điểm cực kỳ của hàm số là y phẩy bằng không. Đúng không? Người ta cho sẵn y phẩy bằng không rồi bạn. Cho này bằng không. Đó. Nhưng mà các bạn phải loại ra những cái nghiệm gì ạ? Nghiệm kép nhá, nghiệm kép nhá. Vì những cái nghiệm quá những nghiệm kép ấy, y phẩy không đổi dấu của nó nhá. Đúng không? Ví dụ như x bình phương này. Dấu hiệu để nhận biết nghiệm kép ấy là các bạn phải để ý những cái số nào mà có bình phương thì đó là những cái thằng mà mang nghiệm kép, được chưa? Đó. Nghiệm kép hiểu đơn giản là cái này bình phương lên đấy thì f phẩy không đổi dấu được. Và không đổi dấu thì không có cực kỳ đâu. Còn một bình phương thì f phải cũng không đổi dấu được, không đổi dấu thì không còn tí đâu. Và tiếp theo là cho hai trừ một bằng không thì ta đi là x bằng 1/2 đúng không, nhưng mà có một điểm cực kỳ b. Câu hỏi tiếp nào, câu 20. À, giá trị m lớn trừ m nhỏ con này dễ đúng không, nào m lớn thì bằng 3, m nhỏ thì bằng trừ 2, thì m 3 trừ 2 bằng 5, chỗ này đã từng làm rồi đúng không. Câu hỏi 21, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của chỗ này là gì? Thế nó 24 là rồi, cái câu này mình bấm máy tính cho nó nhanh đúng bấm máy tính nha. X bình phương 17 nè, x bình phương trừ 2 cộng 3 tính cho x trừ 1 đúng không, trừ 1 nào, tắt đấy là tắt là 2 đúng không, n là 4 này, khoảng 2 chia 20, step là 2 chia 20, đầu trừ cuối chia 20. Rồi xem max nhá, max là bằng 3, có vẻ như là bằng 3 rồi. Cao hơn cả 3 này, cao hơn cả 3 này, max. Max nó cao hơn cả 3 rồi nhá. 3,3 không? 3,3. Ok, 3,3. 3,3692, ok. 3,5, vẫn chưa cao nhất, 3,6666. Tức là 11/3 nhá. Đây mắc 11/3 đảm bảo gì? A hoặc D đúng không? A hoặc D, A hoặc D. Được chưa? Bây giờ ta xem thử là mean là chỗ nào? Mean là chỗ nào? Này? Mean là 2 hay là mean là căn 2 nhá. Xem có 2 không? Không có 2 rồi. Không có 2 rồi. Chắc không có 2 rồi. Chứ chỉ có thể là D thôi đúng không? D. Không có 2. Bị là hai căn này. Còn đây sao đây đúng?
Điều cực đại của đôi khi hàm số là bằng 2. Đúng không? Điều cực đại của đôi khi hàm số là bằng 2. Rồi, điều cực đại là bằng 2. Điều cực đại bằng là 2. Sai rồi, đúng không? Đó là cực tiểu. Hàm số có 2 điều cực kỳ, đúng không? Đấy. C. Câu 23. Mình đề nào dễ là đúng. Đúng không? Mình đề nào dễ là đúng. Trong số y bằng x bình phương cộng 2 cộng 2, mình đề nào dưới đây là đúng. Đúng không? Cực tiểu của hàm số là bằng trừ 2, cực tiểu hàm số bằng 0. Ui dưới câu này thì bằng mấy, đúng không? Người ta cho không cho khoảng nào à? Không cho khoảng nào? Người ta không cho khoảng nào thì các bạn còn cái tay là mình sẽ bằng mày là trừ 5 đến 5 nữa. Đúng không? Trừ 5 đến 5. Xem từ cực tiểu là bao nhiêu nữa. X bình phương cộng 2, cộng 2 này cho nhân x cộng 1 đúng không? Rồi ok bằng cái trừ 5 đi. 5 đi. 10 chia 20 nhá. Rồi xem từ cực tiểu là bao nhiêu. Đến, là do sẽ theo cái đáp án nhá. Có thứ hai thứ một đó. Ủa sao này? À. Câu này nó phải do giá trị cực tiểu đã, từ từ cho về cực tiểu sao. Ok, như vậy cái này nó có biết được cái nào là cực tiểu. Cái này nên đầu hàm đấy nhá. Y hai y phẩy sẽ bằng là cái này đầu hàm là u trên v đúng không? U trên v thì mà u phẩy v thì u v phẩy đấy chia v bình phương. Thế cái này chỉ là hai cộng hai đúng không? Cái này x cộng một. Nên trừ đi là x bình phương cộng hai cộng hai. Tất cả cho x cộng một tất cả bình. Các bạn nhân ra hai x bình phương này. Hai bình phương này cộng 12 cộng 10 hai x nữa 4 x cộng 2 đưa đi x bình phương trừ 2 x trừ 2 tất cả đến những cái cộng 1 cả bình nó sẽ bằng là x bình phương cộng 2 tất cả đến x cộng 1 cả bình ai cho nó bằng 0 đúng không, cho nó bằng 0 thì x bằng 0 và x bằng trừ 2. Ok ok nào vẽ bảng nào không à, trừ 2 này câu này ngoài cùng trong trái lên xuống lên như vậy cực tiểu là tại x bằng không kiểu rồi x bằng không như vậy y là bằng hai đi nhá đi. Đúng rồi câu số 24 có vẽ bằng gì tiến được có 24 có 23 đế nhá 24 số điểm cực kỳ của số này là gì đó số điểm cực kỳ là số gì không nói à từ từ phải tính là y phẩy nhé à, đào hàm của thằng này đào hàm ngang ngược nhá 2018 nhân x trừ 1 mũ 2017 nhân đào hàm của u phẩy nữa là nhân 1 à thế mà cái này thì cho bằng không đúng không thì vậy thì x bằng 1 đúng không x bằng 1 vậy thì có một điểm cực kỳ là c tí nữa là nhỉ câu 25 rồi giá trị lớn nhất của hàm số này trên đoạn 23 là 5.4. Cái mơ mà. Rồi ok nha. Câu này là C đúng không? À từ cái chỗ này là bằng A chứ. Mình đi được cái bằng trừ 2. Khoanh đi. Câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số này là gì? Nào. À, thì bắt đầu những câu này thì nó trình bày nó phải dài hơn nên là thầy sẽ cắt sang bên trang khác nhau. Nào, câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số này là gì?
Ok, đầu tiên chúng ta đào hàm mà. Muốn tìm mắc min là các bạn phải phải tính đào hàm ra cái đã, đúng không? Nào, nhân chèo này, 20 nhân với trừ 1 đúng không? Từ từ, phải đào lại nha. Suy thì bị lừa này, trừ x cộng m nha. 20 nhân với m, 20 bình phương, đúng không? Trừ đi 1, trừ đi trừ 1 đúng không? Thành cộng 1 nhân 1, 20 cộng 1. Để cho trừ x cộng m tất cả bình. Cái này lớn không? Nhưng mà hàm số này là hàm số đồng biệt, đúng không? Đồng biệt. Trên tập tập sơ đình. Tiếp theo chúng ta thấy là nó đồng biệt rồi, chúng ta thấy y bằng 2 3 và y bằng 3 3. Thì thực chất cái bài này nó chỉ cần nó thấy y bằng gì? X này, y phẩy này, đúng không? Y này. 2 với 3 nhá. Cái này dương rồi đúng không? Hàm số đi lên này. Với giá trị lớn nhất của nó ấy, khi x bằng 3, đúng không? Giá trị lớn nhất là x bằng 3. Vậy các bạn chỉ cần thay 3 vào thôi, được chưa? Thì ở đây là 6m cộng 1. Để cho gì? M trừ 3, đúng không? Đấy là giá trị lớn nhất. Vậy giá trị là 5 phần 4 đúng không? 5 phần 4. Vậy tương đương là gì? À, 24m cộng 14 đúng không? Sẽ bằng là 5m trừ đi 15. Tương đương với là 24 trừ 5 là được 19m đúng không? Đấy là được trừ 19. Thì m sẽ bằng trừ 1 đúng không? Cho nó bằng D. Đó. Rồi, câu hỏi số 26. À, 26. Hàm số đồng biến khi nào? Đồng biến tức là y phẩy nó. Chú ý hai bậc 3 đồng biến nó phải lớn bằng 0 đúng không? Như vậy ta có y phẩy sao bằng gì? X mũ 2 cộng 2 nhân với m cộng 1 nhân x đúng không? Trừ đi m cộng 1. Nó phải lớn bằng 0 với mọi mọi x thuộc R đúng không? Thì thầy dạy rồi đúng không? Bất phương trình mà luôn đúng với mọi x thuộc R ấy, thì điều kiện đầu tiên á là delta nó phải nhỏ bằng 0. Nếu trên này có dấu bằng dưới này cũng phải có dấu bằng nha. Tiếp tục hệ số A nó phải dương. A bằng 1 đúng không? A bằng 1 dương luôn. Bây giờ chúng ta chỉ cần giải cái delta thôi, đúng không? Delta phẩy đi. Thì delta phẩy của công thức là b phẩy bình, b phẩy bình tức là m cộng 1 bình trừ a nhân c đúng không? 1 nhân với trừ m cộng 1 tất cả bình ấy. Thì nó trừ nữa thành cộng nhá. M cộng 1 nó sẽ nhỏ bằng 0. Vậy ta có là m bình cộng 2m cộng 1 cộng m cộng 1 nhỏ bằng 0. Vậy m bình cộng 3m cộng 2 nhỏ bằng 0. Đó. Nào chúng ta bấm máy nè, bấm bấm bắt phương trình nha. 1 3 2. Thì là trừ 1 với trừ 2. Đấy. À, như vậy ta có là trừ 2 nhỏ bằng m. Nhỏ bằng gì? Trừ 1. Đây là bạn ai? 26 ai? Được chưa? Tiếp tục câu số 27 nhé. Hàm số này đạt cực tiểu tại x bằng 2 khi nào? À, nó đạt cực tiểu ấy. Đầu tiên là để nó đạt cực tiểu ấy thì y phẩy tại 2 nó phải bằng 0. Và này, để đạt cực trị nha, điều kiện để đạt cực trị được chưa? Đầu tiên phải điều kiện để đạt cực trị là y phẩy tại 2 nó phải bằng 0. Đúng không? Tiếp theo. Cụ thể là đạt cực trị thì đạt cực đại hay cực tiểu? Ở đây là đạt cực tiểu đúng không? Đạt cực tiểu thì y hai phẩy của nó ấy, tại 2 nó phải nhỏ lớn không được chưa, lớn không nào, y hai phẩy nào, y phẩy nào, y phẩy là 3x bình phương ta còn này, y phẩy ấy, nó bằng là 3x bình phương trừ đi 6x còn m đúng không, còn thay hai vào y phẩy là 2x rồi bằng không đúng không, tức là 3 nhân 14 đúng không, trừ 6 nhân 2 còn m nó phải bằng không đúng không, 12 trừ 12 không, à như vậy là m bằng không, m không. Tiếp theo y hai phẩy, y hai phẩy nó sẽ bằng 6x bình phương, 6x trừ 6 đúng không, ta thay vào y hai phẩy tại 2 này nó chỉ là bằng 6 nhân 2 trừ đi 6, có thể lớn hơn không nhá, lớn không đúng, đúng thật lớn hơn không đúng không, đúng thật lớn hơn không, như vậy m không là thỏa mãn đúng không, m không là thỏa mãn, phải thỏa mãn cả hai điều kiện này nhé, được chưa, m không là thỏa mãn. Vậy thì làm gì, có 27 xong. 28. 28. Cho số như vẽ gì đây?
dấu của ABC là gì? Các bạn để ý đi, nét cuối này, nét cuối này, đúng không? A, A âm này, đó, A âm. Và hàm số này là hàm trung phương. Hàm trung phương có hình chữ M ấy, tức là A nhân B, nó phải nhỏ hơn không? Nếu A nhỏ hơn không rồi, đúng không? Với A nhỏ hơn không rồi, thì B nó phải lớn hơn không? Đó, B nó phải lớn hơn không? Đúng không? Rồi, ok nha. Tiếp theo chúng ta thay điểm nào, thay điểm nha. Thay gì? Thay x bằng 0 đúng không? X bằng 0 thì y sẽ bằng c. Đây, c ở đây, chúng ta thấy c ở đây. Còn phải c nhỏ 0 đúng không? Nằm dưới trục OX thì c nhỏ 0. Vậy tổng kết là a nhỏ 0, b lớn 0 và c nhỏ 0. A nhỏ 0, b lớn 0, c nhỏ 0. Làm đi. Có 29. 29. Cho số y bằng 3, a mũ 3 có đồ thị như hình dưới đây, và phải biểu đúng. Nào, chúng ta, bước 1 chúng ta nhìn đến cuối đi lên a dương. Đúng không? Rồi. Hàm số này ấy, chúng ta thay điểm đi đúng không? Thay điểm. Thay điểm, thay x bằng 0 thì ta suy ra y sẽ bằng d. Và mình để ý là d lớn 0, d nằm trên trục quanh là d lớn 0. Đúng không? Tiếp theo, các bạn để ý thấy hàm này hàm bậc 3 có hai đặc trị, tức là y phải bằng 0 có hai nghiệm đúng không? 3a bình phương cộng 12b cộng c bằng 0 có hai nghiệm đúng không? Có hai nghiệm. Đấy, có hai nghiệm. Rồi, có hai nghiệm là x1 và x2. Rồi, tiếp theo cần để ý là gì? Hai nghiệm này à, ta sẽ định là A đây này, được D đây này, với còn B với C nữa đúng không? B với C nữa. Thì ta có là delta phẩy đi. Đó là B bình chứ đi 3AC. Ừ. Có hai nghiệm nên nó phải lớn hơn không đúng không? Nó phải lớn hơn không? Rồi như vậy là B bình phương đúng không? À, sẽ lớn 3AC. Đúng chưa? B bình phương sẽ lớn 3AC. À, nhưng mà cái này thì nó lại chưa 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 biết được cái nào lớn hơn nào. C thì A thì lớn không? C chưa biết. Chúng ta dùng vị đi, đúng không? Nào, các bạn để ý là đấy là thằng x1 đúng không? Cực kỳ đây. Đấy thằng x2 đúng không? Nhưng cái đồ thị này như kiểu mà x1 bằng x2 nhỉ? Ta có lấy x1 cộng x2 này. X1 cộng x2 bằng gì? Ấm hay dương? À, thì hình như cũng chưa biết được nhỉ. X1 nhân x2 nó chắc chắn rồi. X1 nhân x2 C đến A. C đến 3A. Hai số này là một số dương, một số âm, đúng không? Một số dương, một số âm. Thì như vậy kết quả của nó sẽ là âm. Trong khi đó A dương thì C phải dương. Đó, C là phải dương. Đó, như vậy kết quả là A dương, C dương. Người ta không hỏi D, đúng không? Người ta không hỏi D. Mà cũng chả việc D luôn, đúng không? Như vậy là kết quả là A dương, C dương. Loại A này, A dương, C dương. Còn B nha, đúng không? B. Không biết được B, không biết được B. Đó, tiếp theo câu 30. Một ngọn hải đăng ở vị trí cách A, ở vị trí A, cách bờ là 5. Cách bờ là 5. Rồi, trên bờ biển có một kho hàng ở vị trí C, cách B là 7. Cách B là 7. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến B. Đây là hải đăng nha. Hải đăng là điểm A, đúng không? Đó. C là kho hàng, đúng không? C là kho hàng. Rồi, cách B là 7,
Ngươi cánh hải đăng ấy có thể treo thuyền từ A đến M. Ok, từ A đến M. Từ A đến M. Rồi, trên bờ biển vận tốc 4 km/h, rồi đi bộ từ M đến C vận tốc 6 km/h. Xác định độ dài của cạnh BM ấy để người đó đi từ A đến C nhanh nhất, đúng không? Người đó đi từ A đến C là nhanh nhất. Rồi cạnh BM là x đi, đúng không? Thì cạnh MC cho là 7 chữ rồi xác định để từ A đến C là nhanh nhất, tức là thời gian nó phải nhỏ nhất, đúng không? Thời gian từ A đến C là phải nhỏ nhất. Thời gian sẽ bằng quãng đường AM chia vận tốc trên đoạn AM cộng với thời gian trên đoạn MC chia vận tốc trên đoạn MC. AM quãng đường AM thì bằng gì? AM là cạnh nguyên trong tác giả ABM, đúng không? Nó sẽ bằng Pythagore là 5 bình phương cộng x bình phương chia vận tốc của trên AM ấy thì nó là 4, đúng không? 4. Vận tốc quãng đường trên đoạn MC là 7 trừ x chia cho gì? Chỉ cho bạn à, chia 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 vận tốc của nó là 6, đúng không? Đó, thì bây giờ người ta hỏi là cái thời gian này nhanh nhất, đúng không? Nhanh nhất tức là tế nó phải mít, đúng không? Tế nó phải mít. Thì bây giờ chúng ta sẽ như này, chúng ta sẽ bàn thầy bô ra, đúng không? Thầy bô nào, bấm cái hàm số này vào nhá. Cắn của 5 bình cộng x bình phương đến 4, đúng không? Cộng với 7 trừ x đến 6 cả năm. Ở đây chủ yếu là x sơ ấy, x sơ thì nó chạy từ không, đúng không? Chạy từ không chạy đến bảy, không đấy, x sơ thì nhỏ hơn bảy mà, 7 chia cho 20 xem nhá. Cái giá trị mà để hàm số nhỏ nhất là giá trị nào? Đánh giá mình hai phẩy không chín tám bốn, sau đó tăng lên 2,1001, đúng không? Đấy, tương ứng với x là cỡ khoảng 4,9, đúng không? Cỡ khoảng 4,9, x là khoảng cỡ 4,9, cái nhỏ hơn nữa, và nó tăng dần này các bạn, đấy, 4,9 nè, còn xem thì là bạn nào cỡ 1,9 nha. 2 căn 5 đi. 2 căn 5 là gì? 4,43. 3 căn 2. 4,2. 2,3. Ô. Này phát nữa nào, cộng x bình phương 4 cộng với 7 chữ x đến 6, đúng không? Start là 0 1 được, chắc chắn là chạy từ 1 7 6 chia 20 để cho rõ hơn, ta thu hẹp cái khoảng này xem nha. 2,0986 2,0986 2,0985 tăng lên đây này, tức là cỡ khoảng 4,3 1,6 thì nó là nhỏ nhất này. 2,0986 2,0985
Nhưng mà chúng ta đang tìm x nhá các bạn, mình nhìn vào cột x này. X sẽ cỡ khoảng 4,3 này đến 4,6. Cái đó là 2 căn 5 này là hình như là trong khoảng đó này. Đây, 4,47 đúng không? Đoạn D đấy, B đấy. Hoặc không thì các bạn cứ đầu hàm ra, được chưa? Sau giải x cho chắc nhá. Rồi, có bấm 38. 38. Cho số y bằng x mũ 3 cộng 3x cộng m với m là tham số thực. Tìm m để giá trị lớn nhất qua số 1 đến là 0,1 bằng 4. Ok. Là một câu biện luận minh mắc mà liên quan đến m. Y phải đó, 3x bình phương cộng 3. Cái này bằng 0 thì vô nghĩa đúng không? Vô nghĩa rồi. Vậy thì chỉ có là y tại 0 và y tại 4 thôi. Thậm chí cái này là lớn không ấy, hàm đồng biến, hàm đồng biến nha, đi lên đấy. Để chúng ta vẽ bằng biến thiên, đây là 0, 1 này. Thì giá trị lớn nhất là tại y bằng 1 chứ không phải, y bằng 1 chứ không cần phải máy 0 à. Đây là 1 mũ 3 cộng 3 nhân 1 cộng m đúng không? Hãy có ý nhỉ. Như vậy đấy được là m cộng 4 đúng không? M cộng 4. Và người ta yêu cầu là giá trị lớn nhất em bằng 4. Như em m bằng 0. Bằng 1a. Nào có số 33, 32. 32. Thì giá trị của m thì hàm số này song song với đường thẳng. Song song đường thẳng đi qua các điểm cực trị của hàm số. Ok. Đầu tiên là đường thẳng đi qua điểm cực trị của hàm số. Thì cách làm là biết rồi đúng không? Chúng ta tính lấy y chia y phẩy thì ra được đường thẳng đi qua hai điểm cực trị nhá. Đầu tiên ta tính y phẩy nào, sẽ bằng 3x bình phương trừ 6x đúng không? Còn lấy y chia y phẩy đi, đúng không? Y được x mũ 3 này trừ 3x bình phương này. Ở đây là quyết bằng 0x thì bằng 0x này cộng 1 này. Chia 3x bình phương trừ đi 6x nha. Đó, 1 chia cái này là 1/3x. Thế nhân ngược lại là thành x mũ 3 đúng không? Nhân ngược lại là thành cộng 2x đúng không? À, xin lỗi, là thành trừ đi 2x. Trừ 2x. Trừ 2x bình phương nha. Trừ 3 cộng 2 thì trừ x bình phương cộng 0x cộng 1. Tiếp theo là trừ 1/3. Trừ 1/3. Nhân ngược trở lại thành trừ x bình phương. Cộng 2x đúng không? Trừ 1/3 nhưng mà trừ 6x là cộng 12x. Thì cái này là trừ 2x cộng 1 đúng không? À như vậy cái đường thẳng mà đi qua điểm cực trị là trừ 2 cộng 1. Được chưa? Thế để cho song song ấy, để cho song song ấy. Hai đường thẳng mà hai đường bậc nhất mà song song ấy thì y bằng a cộng b và y bằng a phẩy cộng b phẩy mà song song với nhau thì a nó phải bằng a phẩy. Được chưa? A nó phải bằng a phẩy. Nha. Đó, tức là 2m trừ 1 nó phải bằng trừ 2. Vậy 2m sẽ bằng trừ 1 đúng không? Trừ 1. Vậy m sẽ bằng trừ 1/2 đó. Được chưa? Đó đi. Nào có hỏi số 33. Câu hỏi 33. X y là cả số thực dương thỏa mãn điều kiện này. Đúng không? Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức dưới. Tức là tìm mắc min kết hợp với giải bất hệ bất phương trình như thế này. Rồi. Nào. Đây viết lại cái hệ phương trình này nha. Chúng ta giải thăng trên nào, chúng ta từ đây chúng ta thể được thăng ý các bạn này. Đó.
là thành x bình phương cộng 3 sẽ bằng xy đúng không? Các bạn suy ra cho thầy là y sẽ bằng x bình cộng 3 chế. Còn thế ở phương bên dưới đi, thế ở phương bên dưới nha, là thành 2x này cộng 3 nhân với x bình phương cộng 3 trên x này trừ 14 này nhỏ bằng 0. Chúng ta sẽ giải cái phương bình này 6 này cho thầy. Phương bình 6 này chỉ là 2x bình phương, quy đồng đấy nha, quy đồng 2x bình phương cộng với 3x bình phương cộng 19 trừ đi 14x, tất cả đấy là x thì nhỏ bằng 0 đúng không, nhỏ bằng 0. Và chúng ta sẽ có là 5x bình phương trừ 14x cộng 19 trên x sẽ nhỏ bằng 0 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta giải bậc phương trình này, giải bậc phương trình này giải bậc phương trình này như thế nào thì còn để ý này, x là cả số thực dương đúng không, x là cả số thực dương chứ các bạn nhấn thẳng, mình đã quên nhấn thẳng chéo lên đây mà không làm bậc phương trình đổi chiều, trừ 14 x cộng 9 sẽ nhỏ bằng 0. Nhưng mà chúng ta sẽ có là bằng bậc phương trình này thì 5 trừ 14 chỉ phần 5 và 1, nhưng mà tương đương với 1 sẽ nhỏ bằng x, nhỏ bằng 9 phần 5 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái phương trình này này, đó là p bằng 3 bình phương y trừ x y bình phương, p sẽ bằng 3x bình phương y trừ đi x y bình phương trừ đi 2x mũ 3 cộng 12x. Được chưa? Cộng 12x. Thì chúng ta sẽ thể tất thằng y thành thằng x hết. Sau đó chúng ta thay bô thì là xong. Y thì bằng x mũ bình cộng 3 trên x này. Đây này. Đây. Đúng không? X bình phương cộng 3 trên x. X bình phương cộng 3 trên x trừ đi x nhân với x bình phương cộng 3 bình phương nữa trừ 2 mũ 3 cộng 12x đến nhật tập đến 1 đến 9 phần 5 nha, 1 đến 9 phần 5 thì đây chúng ta bấm máy đó nó vào thầy bộ này 3 x bình phương nhân với x bình phương cộng 3 trên x trừ đi x trừ đi x bình phương cộng 3 bình phương x trừ 2x mũ 3 cộng 2x. Rồi 1 này 9 phần 5 này. Rồi. 9 phần 5 trừ đi 1 chia 20 người ta yêu cầu là mình tìm giá trị như này, giá trị lớn nhất, tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đúng không? Đấy. Thế nào? Tìm mặt nha, mặt của P sẽ bằng là có phải min là trừ 4 rồi, min là trừ 4 rồi, min là 4 đúng không? Mặt min là trừ 4 nha, mắc là 4 luôn, mắc là 4 luôn. Cái tổng này bằng không đúng không? Tổng sẽ bằng không, tổng mắc về min là bằng không đúng không? Tổng mắc về min là bằng không, cho nó A. Rồi cho nó A. Câu hỏi số 34, câu hỏi số 34 trong số các bảng biến thiên nhiên vẽ sẽ trên tập xác định cho các hình đúng a số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất là bằng 0. Rồi, ok con này đúng luôn đúng không? A số giá trị lớn nhất bằng 0 sai rồi, lớn nhất bằng 1. Con này cũng sai luôn. A số giá trị lớn nhất
bằng một tham số có giá trị lớn nhất là bằng một. Tốt, câu D cũng được mà. Ừ, câu này chết rồi, câu này chết rồi. Giá trị lớn nhất bằng một thì đúng này, giá trị nhỏ nhất bằng không thì là chưa đúng. Chưa đúng là vì sao? Vì khi mà y bằng không ấy, thì x nó là vô cùng, được chưa? Vô cùng thì vô cùng không được biết là một số nào cả, đúng không? Vì theo bạn ấy, theo định nghĩa ấy, đúng không, f(x) nó mà nhỏ hơn hoặc bằng m lớn ấy, được chưa? Thì điều kiện thứ hai là phải tồn tại x, được chưa? Phải tồn tại một chỗ x sao cho cái này có xảy ra cho bằng m đấy, x để là vô cùng ấy thì nghĩa là không tồn tại giá trị x nào cả, được chưa? Nhưng mà là có ba tứ phải là đấy nha. Tiếp theo câu số 35, câu số 35 cho số y bằng x trừ m đến cộng 1 với m là tham số, biệt min cộng max là trừ 2 cho kết quả đúng. Muốn tìm max với min các bạn cho y phải á, mà không không cần thử y phải luôn, nhớ là bậc nhất đấy, đúng không? Thì một là đồng biến, hai là nghịch biến, thấy không? Thế mà bây giờ chúng ta sai số luôn này, quy trình đúng á, là gọi là thầy làm đầy đủ này. Đầu tiên tính y phải đúng không, thành một này cộng m đúng không, thì x cộng một tất cả bên cái hàm số này là bằng không, là vô nghĩa đúng không? Và chúng ta thay y bằng không và y bằng ba vào. À, y bằng không thì nó trừ m, y bằng ba thì ba trừ m thế cho bốn đúng không? Như vậy mắc cộng mín ấy, mắc cộng mín bằng trừ hai đúng không, nghĩa là trừ m cộng với ba trừ m đến bốn bằng trừ hai đấy. Thằng này mắc, thằng này mín, thằng nào mắc thằng nào mín không quan trọng đúng không? Người ta bảo là mắc với mín là bằng trừ hai. Và đến đây chúng ta sẽ giải nó trừ m còn 3 trừ x trên 4 bằng trừ 2. Đó, từ m bằng 2,2 đó nó bị nó nào. Câu hỏi tiếp theo 36, có tất cả bao nhiêu giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số này theo trừ 1 đến 2 là bằng 5 đúng không? Tìm max min đấy, giá này là tìm max min. Tìm max min là gọi là giá trị rồi nữa. Nào. À, bây giờ đầu tiên là chúng ta phải giải đạo hàm đúng không? Ừ. Nói chung chúng ta sẽ một giải đạo hàm, cái này các bạn nên chuyển thành gì? Căn của x bình phương trừ 2 cộng m tất cả bình phương, sau đó chúng ta đạo hàm, được chưa? Là chuẩn nhất. Chúng ta lấy thay ba cái cách để mà mình làm nhánh này, đó là đạo hàm của thằng này thì cũng như đạo hàm bình thường, đạo hàm trong căn thôi, hai trừ 2 bằng không, vậy thì x sẽ bằng 1. Các bạn tính cho thầy là tại y bằng trừ 1 này, tại y bằng 1 này và tại y bằng 2. Thay vào y nha. Đó, thay vào y. Thay trừ 1 vào ấy, thì được 1 này. Cộng 2 là bằng 3, như vậy m cộng 3. Thay 1 vào ấy thì 1 trừ đi 2 trừ 1, thay m trừ 1. Thay 2 vào ấy, thay 2 vào thì được 4. 4 trừ đi 4 là 0, như vậy được m. Đúng không? Cái giá này thầy cũng đã dạy rồi. Chúng ta sẽ suy luận đấy, một trong hai thằng này là mắc này.
một trong hai thằng này là mắc, đúng không? Một trong hai thằng này mắc, chứ về thằng nào mắc, nếu chắc chắn là cái thằng này không mắc được, cái thằng chỉ đổi của mơ là không mắc được. Ừ. Vì thằng mơ ấy nó nằm ở giữa mơ cộng 3 và mơ trừ 4 đó. Thế nhiều bạn sẽ nghĩ là mơ cộng 3 sẽ mắc và mơ cộng 1 trừ 1 sẽ min, nhưng phải đúng là mơ cộng 3 nó lớn mơ trừ 1, nhưng mà nếu đóng trừ đổi vào thì nó lại khác. Được chưa? Nếu đóng trừ đổi vào thì nó lại khác. Đấy. Ví dụ như là số 3 đúng không? Thì lớn hơn âm 4, những đồng đi đổ vào thì 4 nó lại lớn hơn 3 đó. Thế thành ra trong trường hợp này không biết cái nào lớn cái nào, thì chúng ta phải trường hợp 1 là mơ cộng 3 là mắc. Mắc khi nào? Mắc khi mà mơ cộng 3 nó phải lớn hơn mơ trừ 1, và mơ cộng 3 thì bằng, người ta yêu cầu là bằng 5, đúng không? Thế giải mơ cộng 3 lớn mơ trừ 1 như nào? Chúng ta bình phương hai về đó. Mơ bình cộng 6 mơ cộng 9 lớn mơ bình trừ 2 mơ cộng 1. Còn dưới này thì mơ cộng 3 bằng 5 hoặc mơ cộng 3 bằng trừ 5 tương đương với mơ bằng 2 và mơ bằng âm 8, đúng không? Mơ bằng âm 8. Rồi đây này chúng ta giải cái bất phương trình này nào. Mơ bình với mơ bình là bò. Như vậy 8 mơ sẽ lớn hơn trừ 8, tương đương mơ lớn trừ 1. À, mơ lớn trừ 1 thì trừ 8 loại, chỉ lấy được mơ trừ 2 bằng 2 thôi, đúng không? Mơ bằng 2, mơ bằng trừ 8, thì các bạn chỉ lấy được mơ bằng 2. Được chưa? Rồi cái trường hợp số 2 đúng không? Nếu còn một trường hợp nữa, trường hợp nữa, trường hợp số 2 đó là mơ cộng trừ 1 là mắc. Người ta yêu cầu mình mơ trừ 1 là mắc, đúng không? Mơ trừ 1 mắc khi nào? Khi số mơ trừ 1 này này nó lớn hơn, à chỗ này có thể lớn hơn 3 mơ cộng 3, đúng không? Khi mơ trừ 1 bằng 5, cái điều kiện thứ hai là mơ trừ 1 bằng 5. Đó. Có dấu bằng rồi nha, có dấu bằng, có dấu bằng. Bằng thì hai thằng là cùng cực đại thôi. Bình phương hai về lên sau dài, à mình cần đảo cái thằng mơ mơ lớn trừ 1 thành mơ nhỏ bằng trừ 1 là sao? Tiếp tục nào. Mơ trừ 1 bằng 5 và mơ trừ 1 bằng trừ 5. Như vậy thì mơ bằng 6 và mơ bằng gì? Trừ 5 cộng 1 được trừ 4, đúng không? Trừ 5 cộng 1 trừ 4. Như vậy là điều kiện ở đấy là mơ nhỏ bằng trừ 1, đúng không? Như vậy là ông này thỏa này, ông trên là loài. Đấy. Có vậy có mấy giá trị của mơ? Hai giá trị của mơ. Đó. Hai giá trị của mơ nhé. Bằng 2 hoặc bằng trừ 4. Đấy. Như vậy là đảm bảo nó phải là C. Rồi, có 37. 37. À, số này có đạo hàm lại phải số này cực trị. À câu này thì chúng ta sẽ loại ra những nghiệm kép thôi, đúng không? Giống như nghiệm kép đó là bậc, nó là bậc chẵn, mũ 4 là bậc chẵn. Như vậy có hai nghiệm là x mũ 5 bằng 0 này, tức là x bằng 0, hoặc là x trừ 1 bằng 0 thì x bằng 1. Vậy có hai điểm cực trị nha. Rồi câu tiếp theo, câu 38. Vậy câu 6 này thì mình dễ hơn. 38. Tham số đạt cực đại tại x bằng 1 khi giả điều mơ là. Điều kiện để có cực trị mà nó cực đại là gì? Đầu tiên y phẩy tại 1 là phải bằng 0 này. Và y 2 phẩy tại 1 ấy, nó phải là cực đại, đúng không? Là phải nhỏ 0. Rồi ta tính y phẩy này. Y phẩy chính là x mũ 2 trừ 2 mơ x cộng với mơ bình trừ 1. Các bạn thấy y phẩy tại 1 vào thì nó được 1 bình phương trừ đi 2 mơ cộng mơ bình trừ 1, nó phải bằng 0. Vậy mơ bình trừ 2 mơ bằng 0. Như vậy ta có là mơ bằng 0 hoặc là mơ bằng 2. Điều kiện số 2, điều kiện số 2 đó là y 2 phẩy là bằng 2 trừ đi 2 mơ
đúng không? Nó phải nhọn không? Thấy thấy mơ tay một ra, tay một vào là hai trừ hai mơ, nhọn không? Vậy thì mơ sẽ phải lớn một, mơ lớn một thì chỉ có là tân loại thằng mơ bằng hai đi, à tân loại cái thằng mơ bằng không đi đúng không? Thỏa mãn mơ bằng hai, vậy thì mơ bằng hai đó. Đây, giá trị mơ là hai. C. Câu 39. 39. Giá trị của hàm số để y bằng x mũ 3 trên x bình phương cộng m trên n còn cực kỳ là y phẩy bằng 3 x bình phương trừ 2 cộng m có cực kỳ. Đây là có cực kỳ, tức là cái này phải có y phẩy bằng không, phải có nghiệm nó, có nghiệm, có nghiệm, tức là đến ta phẩy của chúng ta nó phải lớn bằng không, nó phải có nghiệm, tức là phải có lớn bằng không. Nhưng mà một khi hai bậc ba nó có cực kỳ đúng không, hai bậc ba nó có cực kỳ, một là nó vô nghiệm, hai là nó có hai nghiệm, tức cái này phải lớn bằng không. Vậy tương đương là gì? Tương đương với là một b phải bình này là một bình này trừ AC. Vậy thì ba mơ sẽ nhỏ một, với mơ nhỏ 1/3. Đoán đi. Rồi câu hỏi số 39 đã xong. Câu 40. 40 là dễ này. Cho hai điểm cực kỳ x1 x2 tìm giá trị của m để x1 bình cộng x2 bình. Đầu tiên phải có để hẳn có cực kỳ đã. Ta tính y phẩy đi, tính 3 x bình phương trừ đi 6 mới. Còn 3 nhân m bình trừ 1 bằng 0. Phải có hai nghiệm phân biệt cái đã. Đúng không? Nên ta phẩy phải lớn không? Nào ở đây là được 9 m bình phương trừ đi 3 nhân với 3 nhân mơ binh trừ 1 nó phải lớn không vậy ạ? Và 9 mơ binh trừ đi 9 mơ binh còn 3 lớn không, vậy tức là 3 lớn không. À vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt, tức là luôn có cực kỳ đó. Nào bước tiếp theo chúng ta nhìn cái vế này này, khi chúng ta đoán được là vì không x1 cộng x2 cấu trúc là trừ b đến a đúng không, và x1 x2 thì nó c đi a. Ở đây là trừ b đúng không, là 6 m chia 3 thì là 2 m, còn c đến a từ 3 nhân m bình trừ 1 chia 3 đúng không, thì thành m bình trừ 1 thôi. Rồi bây giờ người ta chọn là x1 bình cộng x2 bình, x1 bình cộng x2 bình, rồi trừ đi 1 x2 trừ đi 1 x2 bằng 7 đúng không, bằng 7. Rồi ok, ta có công thức rồi. Nào x1 bình cộng x2 bình thì chỉ là x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1 x2. Rồi trừ tiếp đi x1 x2 nữa thì thành trừ 3 lần x1 x2 bằng 7. Nha, nhớ các bạn nhớ nha, x1 bình cộng x2 bình chỉ là bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2x1 x2 nha. Nhớ công thức này nha. Đó. Thì nó chỉ là 4m bình phương thay số vào. À, cái này là 3 nhân m bình trừ 1 bằng 7. Vậy ta có là 4 mơ binh trừ 3 mơ binh được mơ binh. Đây là được cộng 3, cộng 3, 7 mà trừ đi 3 thì được 4. Như vậy mơ bằng cộng trừ 2. Đấy. Rồi đảm bảo là đi, đúng không? Ok, như vậy đã xong nha. Đã xong. Rồi.